Lời đầu tiên, Jenny, Tý Nguyễn và Khôi Hồ xin được gửi lời chào nồng nhiệt, thân thương, yêu mến đến tất cả các quý vị đang xem chương trình truyền hình của đài VNTV. Khôi ơi, đây là lần đầu tiên mà hai chị em mình được có cái vinh hạnh được ngồi đây và mở đầu cho một mùa xuân với một chương trình phỏng vấn những hoa hậu San Diego, phải không? Thì một trong những cái hoạt động Tết mỗi năm ở San Diego mình thì Khôi thấy có cái hoạt động nào mà Khôi và gia đình cũng yêu thích và thích đến chơi? Nếu mà nói tới mà cái hoạt động của cái San Diego mình và những cái mùa xuân mà nhất là cái mùa Tết đến đó, thì em phải nói là điều đầu tiên nghĩ đến là những cái hội chợ Tết. Cho nên là ở San Diego mình thì năm nào cũng có hội chợ Tết rất là lớn á. Cái hội chợ Tết được tổ chức tại Mira Mesa và có những hoạt động rất là lớn, như trên thì được biết là có Miss Việt Nam San Diego. Cho nên là ngày hôm nay chương trình VNTV có được hân hạnh mời đến những cô gái xinh đẹp, dịu dàng ngồi ở đây với chúng ta và sẽ chia sẻ về những cái hoạt động Tết tại hội chợ San Diego năm nay. Xin chào tất cả các em. Cảm ơn chị. Lời đầu tiên thì các em có thể dành một ít phút để giới thiệu bản thân mình với quý vị khán giả được không ạ? Xin mời đầu tiên là Tiffany đi. Trước hết em cảm ơn chị Jenny và anh Khôi đã mời chúng em đến đây với đài VNTV. Em xin kính chào quý khán giả của đài VNTV. Em tên là Crystal Bùi và em là trong ban tổ chức của Hội chợ Tết San Diego và cuộc thi Hoa hậu Miss Việt Nam San Diego năm 2024. Cảm ơn Tiffany. Brianna thì sao nè? Xin chào quý vị, em tên là Brianna Nguyễn, em là Hoa hậu Việt Nam San Diego năm 2023. Hiện tại em là học sinh ở UCSD, em học năm thứ tư và em đang học ngành Human Biology. Wow. Rồi, xin chào quý vị. Hôm nay các em đã dựng Liên hội Tuổi Trẻ San Diego, Vietnamese American Youth Alliance. Cảm ơn Tiffany và cảm ơn Tiffany đã cố gắng nói tiếng Việt nè, giữ gìn cái tiếng Việt của mình. Trên thì biết là rất là khó để mà có thể học cái ngôn ngữ khi mà mình ở đây lâu hoặc là mình sinh ra ở đây. Cái cảm nhận của mình á, khi mà mình đạt được giải á, nó vui hay là nó như thế nào, mình có thể chia sẻ được không? Em nghĩ là lúc mà em thắng cái giải Miss Việt Nam San Diego, em rất là hết hồn, tại em cũng không ngờ là em thắng. I got to really get to know my pageant sisters, and I feel like everyone on that stage that night deserved to be Miss Vietnam San Diego, and I think I was very honored and I was very grateful to be able to be crowned and be able to represent the Vietnamese community in San Diego. Oh, that's wonderful. Thì đối với Brianna thì là cảm xúc của mình như vậy, còn với em thì em là xin cha cho biết là cái title của em là gì ạ? Miss Vietnam San Diego 2017. 2017 thì cũng vài năm rồi. Thì cho chị hỏi là từ hồi mà mình đăng quang tới giờ đó thì mình đã có những cái hoạt động gì ở trong cái Vietnamese community của mình, và có cái nào mà nó để lại cho nhiều em nhiều cái dấu ấn đáng nhớ không? What is the most memorable activity in our community? This program is Vietnam San Diego. I've been passionate about it since I competed back in 2017. I think it did a lot for me as a young girl to be able to be a part of my community and have my own place, to be able to go out and talk to everyone out there and really just join hands with everyone and support the community. So ever since then, I've come back as a pageant director and just to really help those girls to go through that same journey and be able to meet their fellow pageant sisters, those around them, and to be able to support their community as a young person as well. That's very beautiful, and thank you for your contribution. Khi mà những cái năm mà mình có những cái tổ chức cuộc thi và như vậy á, thì có những cái trở ngại hay khó khăn gì mà tụi em cứ gặp phải trong cái quá trình mà mình tham dự không?
trong ban tổ chức chúng em thì tất cả chúng em là volunteers, đã bỏ rất là nhiều thời giờ để mà khuyến khích các em mà cũng để mà giúp đỡ cho hội chợ Tết có thể thành công. Thì chúng em nếu mà chúng em có càng nhiều người để giúp đỡ thì chúng em có thể làm được nhiều hơn cho cộng đồng. Thì chúng em cũng mong rằng mỗi hàng năm thì chúng em sẽ có nhiều volunteers để join chúng em để giúp đỡ cộng đồng và sẽ xây dựng cộng đồng của mình. Và Jenny cũng xin nói là nếu mà quý vị ở tại San Diego hoặc là những vùng lân cận mà mình muốn làm sponsor để cho các em có thể tiếp tục những cái hoạt động cộng đồng như thế này thì rất được chào đón, xin cứ liên hệ với các em hoặc là với đài truyền hình VNTV. Thì hội chợ năm nay á của mình á, nó cái tên của hội chợ của mình chính thức là gì? Hội chợ Tết San Diego. Hội chợ Tết San Diego. Thì trong cái hội chợ Tết của mình á thì có những cái hoạt động nào mà mình có thể nêu cho khán giả biết là để mình thu hút khán giả và cho mọi người thấy là mình tổ chức như thế nào để mọi người có thể tới và tham dự không? Dạ, hội chợ Tết sẽ tuần tới thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Bắt đầu thứ sáu khoảng 5 giờ tới 10 giờ, thứ bảy bắt đầu 11 giờ sáng tới 9 giờ tới 10 giờ tối. Và chủ nhật chương trình 11 giờ sáng tới 9 giờ tối. Trong 3 ngày có rất là nhiều trò chơi và có rất là nhiều chương trình từ Kids Got Talent, art shows, Hoa hậu Miss Việt Nam San Diego là sẽ thứ bảy vào 6 giờ chiều tới 10 giờ tối thứ bảy. Và sẽ có các ca sĩ có Justin Nguyễn, Trina Bảo Trân, Mỹ Huyền and Philip Huy. Sẽ có rất là nhiều cho các em và cho cộng đồng. Nghe rất thú vị, rất là nhiều cái hoạt động chúng đó. Vậy thì khi mà mình muốn mà kêu gọi mà mọi người để đến tham gia thì trong cái mà social media thì mình có những cái website hay là trên Facebook hay mình có những cái gì để cho mọi người biết cho rộng rãi hơn? Our website is sdtet.com and we're on social media, San Diego Tet Festival and also Miss Vietnam San Diego Facebook and Instagram. Wow. Những thông tin này thì đài mình chắc cũng sẽ để lên để cho mọi người tham khảo. Nếu mà mọi người chưa có nghe kịp á thì mình cũng sẽ có sau chương trình ha, mình để sau để mọi người cùng tham khảo. Rồi thì một vài cái thông tin nữa về hội chợ là nếu mà mọi người đến chơi hội chợ thì mọi người có phải mua vé không hay là sẽ là đi vào tự cửa tự do, không có cần phải mua vé? Is that a free admission or? Hội chợ mỗi năm là mình cho vô miễn phí, không có cần phải mua vé hay gì hết. Mấy đứa con nít cũng vô được, người lớn với con nít không có phải mua vé. Rất là vui là hội chợ Tết của chúng em là miễn phí đến cộng đồng. Và chúng em cũng muốn cảm ơn cái sự ủng hộ và bảo trợ của các nhà bảo trợ, vì có các nhà bảo trợ có all sponsorships thì chương trình và hội chợ Tết mới được miễn phí cho cộng đồng. So, chúng em cũng muốn cảm ơn all of our sponsors. Rồi thì mình sẽ expect năm nay là mình nghĩ là mình sẽ thu hút được bao nhiêu khách quan đến hội chợ của mình so với năm ngoái? Mình nghĩ là mình có thể thu hút được nhiều khách quan hơn không so với năm ngoái không? Theo như em nghĩ chắc cũng có thể, tại vì năm ngoái là mình có tổng cộng hết là khoảng 25.000 người đi. Một con số một con số rất là ấn tượng là 25.000 người. Đúng rồi. Và cái mong đợi của mình năm nay là con số nó như thế nào, nó nhiều hơn cấp số hay là chỉ là ví dụ như là năm ngoái mình là 25.000 người thì năm nay 26.000. Mình có cái target nào không? Thì mình muốn kêu gọi và thu hút mọi người tới tham dự cái hội chợ của mình á thì mình phải có những cái giống như là mình phải show cho họ thấy là ôi hôm nay mình có gì khác biệt so với năm rồi và những cái điều mà vui hơn hay là như thế nào, hoặc là mình trang trí trưng bày đẹp hơn như thế nào, mình có như là lần đó không? Chúng em rất là vui năm nay chúng em có khoảng 90 vendors gồm food vendors as well as community vendors coming up to the festival. Đồ ăn có đồ ăn Việt Nam mà cũng có đồ ăn khác như đồ ăn Mỹ, đồ ăn Japanese, Thai food. So có nhiều variety cho cộng đồng try different foods and chung vui với nhau trong ngày Tết.
Jenny ngồi đây mà Jenny muốn đi thử chỗ đó. Mà bây giờ giống như là anh rất là muốn đi nhưng mà anh chưa có một cái gì gọi là để thu hút anh để tham gia cho không muốn biết rõ không biết lắm nhưng mà kiểu giờ em có thể nói như thế nào để mời anh tham dự cho cái hội chợ của mình. Theo như em nghĩ thì nếu mà anh Khôi thích mấy cái trò chơi lớn, hội chợ mình có nhiều trò chơi lớn lắm, giống như là Ferris wheel. Nếu anh Khôi có bạn gái, anh Khôi dẫn là Ferris wheel. Có cái cultural village là có nhiều mấy cái like cultural aspects of Vietnam. Like we have statues, the boats, lots of different architects, and then we have the step up dance for kids. Giống như mấy em thi đấu nhau múa nhảy đầm mà năm nay cái quà hồi năm ngoái hình như quà lên có 500 thôi mà năm nay là quà lên tới 1.000 đồng luôn. Vậy nếu mà có ai muốn participate in the step up dance, mình có cái đó. Với lại cái hội chợ này không phải là cho người lớn không mà có nhiều mấy cái trò chơi cho mấy em nữa. Như vậy là có nghĩa là mọi người không chỉ là chỉ người lớn không thôi mà có thể dẫn là con, dẫn bạn bè và mọi người tới là tham gia được tất cả các hoạt động nha. Gia đình couple có người yêu mà bây giờ chưa có người yêu thì cũng nên đi. Sao tại vì hôm nay là Jenny đã mời được ba cô quá trời đẹp ngồi đây, thì nếu mà quý vị chưa có người yêu, mấy anh chưa có người yêu thì tới hội chợ bảo đảm là sẽ gặp thêm. Mà mấy bé này là mấy em này là thi năm nay sẽ có rất là nhiều em đăng ký thi và cái Miss Việt Nam San Diego đúng không ạ? Cho nên là cái cơ hội của mình tìm bạn gái cũng rất là cao đó thôi. Wow, nghe sao cảm giác thấy hồi hộp. mà nghe thì nghe rất là hồi hộp mà cũng là một lý do để muốn đi rồi. Từ đây tới Tết là phải trông chút cho nó đẹp trai để vô đó là mới thu hút được đó. Rồi bây giờ nếu mà cho chị Jenny hỏi là nếu mà trước khi mà mình nói tạm biệt với quý khán giả ở đây á, thì Jenny muốn hỏi là nếu mà các em có thể mỗi người trình diễn một cái talent, một cái gì mà gọi là cái tài lẻ của mình đó, để cho đầu tiên là chúc Tết với lại quý vị khán giả, thứ hai là đem lại một cái niềm vui cho cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, thì mọi người đã chọn cái gì mà mình muốn trình diễn chưa ạ? Và ai sẽ là người đầu tiên, ai sẽ là người xung phong? Em đang hồi hộp lắm đây. Chứ em nghĩ càng nhiều người thì càng vui, thì cho em sẽ làm chủ. Vậy là mình có tập gì trước chưa? Mình cũng chưa có tập gì hết rồi. Sở ý thích mình nghĩ sao chắc mình hát bên đây hết. Mấy em mời chị Jenny ăn khoai hát chung. Ok, rồi cái này thì không có ngại. Rồi quý vị ơi, xin hướng mắt về sân khấu. Và hôm nay mình có ba cô ở đây sẽ hát một bài phải không ạ? À? Sẽ hát một khúc của một bài hát nào đó tặng cho quý vị khán giả. Và cái đó là mình chọn không? Yeah. Chị có biết bài Xuân Hợp Mặt? Xuân Hợp Mặt. Bài này nổi tiếng à? Dạ, một khúc rất là hay và ý nghĩa vào mỗi một dịp xuân về thưa quý vị. Và chị cũng ngạc nhiên là với cái thế hệ của tụi em mà tụi em biết bài Xuân Hợp Mặt. Và các bạn này ở đây cũng lâu nữa cho nên là cái đó là một cái truyền thống Việt Nam rất là đáng quý luôn á. Một, hai, ba. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp trốn tim reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Rất là hay nha. Em rất là muốn nghe mà nghe được hết bài hát của mấy thầy, ba cô hát quá hay nhưng mà có lẽ là thời gian không cho phép thưa quý vị. Mình thấy ca sĩ professional thì sẽ có ca sĩ ở hội chợ Tết trong 3 ngày. Rồi, Jenny rất là cảm ơn thời gian của ba em đã đến ngày hôm nay để nói chuyện với chị Jenny, anh Khôi và tất cả các quý vị khán giả ở đây. Hy vọng là tất cả tụi mình sẽ được gặp tất cả các quý vị đến tham gia, ghé qua tham gia hội chợ Tết tại Miramesa. Mình có thể gặp nhau ở đó và hội đài VNTV cũng có rất là nhiều chương trình khuyến mãi, những chương trình competition, những chương trình gọi là sao ta?
ảnh đẹp năm nay của VNTV. Thì mời quý vị đến và chung vui với VNTV nữa nha. Một mùa Tết mà cái đài truyền hình của chúng ta đã quay trở lại và sẽ có nhiều sẽ có nhiều content, nhiều, nhiều nội dung và hoạt động trong một cái năm tiếp theo để gửi đến tất cả các quý vị khán giả nhiều thông tin hữu ích cũng như là giải trí sau những giây phút mệt mỏi trong những cái ngày làm việc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và bây giờ Jenny Khôi Hồ xin chào tạm biệt. Yeah. Và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại quý vị.